Nhận định bóng đá Gladbach với Man City, 3 giờ ngày 25 tháng 2, vòng 1/8 cúp C1. Nhờ những điều chỉnh chiến thuật tài tình của Pep Guardiola, Man City đã thắng 18 trận liên tiếp. Đội bóng ấy đang lao đi với sức mạnh và tốc độ của một cơn bão nhiệt đới và rất khó để Gladbach cản bước đội bóng thành Manchester. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tám chiến thắng liên tiếp mà Man City giành được đều đến ở đấu trường quốc nội. Bắt đầu từ tuần lễ trước thềm Boxing Day năm ngoái, Man City tiến lên nghiền nát 13 đối thủ tại Premier League để leo một mạch từ vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng lên ngôi đầu và tạo dựng khoảng cách mênh mông tới 10 điểm so với phần còn lại. Họ cũng thắng 3 trận tại FA Cup trong quãng thời gian đó để vào đến tứ kết và thắng 2 trận nữa ở Cúp Liên đoàn Anh để vào chung kết gặp Tottenham. Bây giờ, khi di chuyển đến vùng biển Champions League, Man xanh như cơn bão được tiếp thêm năng lượng, hứa hẹn càng gia tăng sức tàn phá, bởi lẽ Champions League là danh hiệu mà cả các ông chủ Man City, các cổ động viên và cầu thủ của đội bóng này lẫn huấn luyện viên Pep Guardiola khao khát đến cháy bỏng. Từ khi đổi đời, trở thành quyền lực của bóng đá Anh, Man City mới chỉ tiến đến trận bán kết Champions League. Còn Pep, sau khi chia tay Barca vào năm 2012 đến nay vẫn chưa một lần được nâng cao chiếc cúp danh giá này. Vì lẽ đó, khi đã chấn áp xong các đối thủ tại Premier League và tạo dựng được khoảng cách an toàn trên đường đua vô địch, Man City có thể dồn toàn tâm toàn ý cho cuộc chiến tại Champions League. Mà cụ thể là từ trận lượt đi vòng 1/8 gặp Gladbach đêm nay, đội bóng Đức từng đánh bại Man City tại tứ kết UEFA Cup mùa giải 1978-79. Nhưng quá khứ ấy đã quá xa. Lúc này, Gladbach đơn giản là không đủ tầm ngồi cùng mâm với Man City. Họ đã bị Man xanh hạ đo ván ở 3 trong 4 lần đụng độ gần nhất, trong đó có 2 trận thua sấp mặt với các tỷ số 0-4 Champions League 2016-17 và 2-4 Champions League 2015-16. Hiện tại, phong độ của Gladbach cũng chẳng thể so sánh với Man City. Đội bóng của chiến lược gia Marco Rose vừa trải qua trận thứ 3 liên tiếp không thắng, với 2 trận thua và 1 trận hòa tại Bundesliga. Những kết quả tệ hại khiến Gladbach rơi xuống thứ 8 trên bảng xếp hạng Bundesliga với 11 điểm ít hơn nhóm có vé dự Champions League mùa sau. Đấy rõ ràng không phải sự chuẩn bị chu đáo cả về tinh thần lẫn lối chơi của Gladbach cho trận đại chiến với Man City. Đã vậy, đội bóng Đức còn bị tước bỏ điểm tựa gần như là duy nhất ở trận này. Đó là lợi thế sân nhà, do chính phủ Đức yêu cầu cách ly những người nhập cảnh từ Anh do lo ngại biến thể mới của virus SARS-CoV-2 nên trận Gladbach, Man City phải rời sang đá ở sân trung lập tại Budapest, Hungary. Trên sân nhà, Gladbach đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất, trong đó có thắng lợi 3-2 trước gã khổng lồ Bayern Munich, nay lại không được đá ở thánh địa của mình. Thầy trò Marco Rose đã khó còn thêm khó hơn. Tất nhiên, bóng đá luôn ẩn chứa bất ngờ và Gladbach, với những ngôi sao tấn công trẻ trung, có phong độ cao, vẫn có thể tạo ra thách thức không nhỏ cho Man City. Cần biết rằng, trung phong Alassane Lee của Gladbach hiện đứng thứ 2 trong danh sách dội bom ở Champions League mùa này. Trước một Man City chỉ giữ sạch lưới 2 trong 5 trận gần nhất, Lee vẫn sẽ là hy vọng đáng kể của đội bóng Đức. Gladbach có thể ghi bàn, nhưng nếu nhìn vào cái cách Man City đè bẹp cả những đối thủ cực mạnh như Liverpool, Tottenham hay Arsenal vừa qua, thì đội bóng Đức xem ra vẫn khó tránh khỏi thất bại. Hàng phòng ngự của Gladbach thậm chí mới chỉ giữ sạch lưới 1 trong 5 trận gần nhất, trước những đối thủ còn xa mới đạt tới đẳng cấp của Man City. Đêm nay, trước cơn bão đến từ nước Anh, các hậu vệ đang chuệch choạc bên phía Gladbach khó mà ngăn được đội bóng của Pep giành chiến thắng. Dự đoán Gladbach với Man City 1-3.